nhỏ nữa. Đòi lắm, cái sàn mới đó. Xong bắt đầu hài chị này, chị thấy chị thích. Kêu chú chị đây học đòi trước. Trước chị. Chú ra cho cháu một cái nhá. Ra cho cháu một cái. Là đang luôn là. Qua tới rồi. Sau là chị luôn. Rồi. Cái lúc mà đám cưới á, có cái gì mà vui vui cô kể con nghe quá. Chị đừng vui lắm. Dạ. Còn nói là rất là vui. Buồn đánh lộn. Dạ. Tại vì lúc đám cưới của nó là cô còn quá có khổ đi. Dạ. Có ai mà đám cưới mà gả con gái làm đám cưới mà mình còn mặc đồ tây bây giờ, mặc đồ tây mà quần tây đỏ với lại áo trắng. Dạ. Ở cái kim bên nhà trai xuống á. Nhà mình đâu anh hả? Ồ. Biết ra thì đi tìm rồi. Dạ. Ở hồi đó là mình ở ghe. Bây giờ mình dời lên nhà anh đây. Rồi view vừa xong. Đã chưa? Dạ. Dạ anh chào cả nhà. Dạ con chào. Con chào cô. Dạ. Cô là vợ của chú Ba Trúc phải không ạ? Đúng rồi. Nhà của cô là bao nhiêu người con vậy ạ? 5 đứa anh gái. Chị đó là thứ hai này, thứ ba. Nghĩa là anh cũng là con rể trong gia đình. Mình kế đó. Dạ. Là tên này. Càng này cũng lớn hơn con gái mình 10 tuổi. Mà đây lớn hơn tới 11 tuổi rồi. Mình là mẹ vợ thôi, mình chỉ hơn được có 8 tuổi hả? Dạ. Anh đã có bao nhiêu bé rồi? 2 đứa là hết rồi. Hai bạn còn đi học không anh? Nghỉ rồi. Dạ. Con có nghe nói là hồi đó là chú ở dưới ghe hả chú? Cũng lên đây mới được có khoảng chừng 3 năm nay thôi. Thì dạ. Cái ghe nó mục nát quá này. Hồi xưa là anh Lợi cũng là ở dưới ghe luôn hả chú? Rồi trên Củ Chi nó đi đặt lươn thì nó xuống đây thôi. Giống như là anh em kết nghĩa vậy đó. Dạ, hồi đó là như anh em kết nghĩa. Cân lươn nó rồi nó quen biết nhau. Dạ. Rồi bắt đầu nó mẹ con gái của tôi. Hồi đó là anh em kết nghĩa giờ thành con rể luôn. Dạ. Thì mình thấy nó cũng hiền hậu này nọ kia, nhưng mà mình không nghĩ là không bao giờ làm con rể mình được. Dạ. Vì thua mình có 8 tuổi thôi. Thì mới đầu thì kêu anh chị thôi. Dạ. Sau cái nó để ý con nhà mình cái nó không kêu mình là cái gì luôn. Nói chuyện trống không, nó không kêu là bác cô hay gì hết. Dạ. Bây giờ kêu bằng chị rồi, bây giờ sửa kêu bằng cái gì được. Dạ. Lúc mà anh biết chị á là chị bao nhiêu tuổi anh hả? Hồi đó anh xuống đây là 21 tuổi. Này chắc chưa 10 tuổi à? Hồi đó chưa có. Để ý còn đang đi học mà. Quá trình là 10 năm phải đưa lên bờ đi học. Dạ. Cho tiền nữa đó, còn cho tiền nó đi học á. Vậy hả? Chị cô la nó xong mày buồn. Vậy hả? Khóc. Vậy có như vậy đó. Có như vậy luôn. Đấy chú con mà. Chú đưa không. Đưa không lại không kêu gì hết. Sau này nó là lớn 16 tuổi đó anh mới để ý. Chắc con hỏi chị xíu đi chị, ảnh lớn tuổi đi rồi xong rồi cái mình có ngại không? Lúc đầu cũng ngại, kêu bằng chú không à. Sau này ba má nó kêu nữa mà nó kêu như vậy sao nó dám nói chuyện mày. Lúc đó là cái cơ duyên sao mà mình làm rể luôn? Dạ anh. Vợ là 16 tuổi. Dạ. Đó mình cũng để ý rồi, thế là bắt đầu hồi đó đi một mình, thế mấy rủ ông già đi theo, ông già được anh á. Dạ. Thì ông cũng nói mày chịu thì có gì tao xuống hỏi cưới, bạn 29 tuổi. Hai mấy năm nay mình biết. Nói chung là cũng vui lắm, mình cũng không có nghĩ là con rể đâu. Dạ. Tại vì bố mẹ nó lớn tuổi lắm. Dạ. Cho nên cô cũng không có nghĩ làm xui được. Là ba mẹ của ảnh là lớn tuổi hơn bằng bố mẹ ruột của cô luôn. Bằng bố mẹ ruột của cô luôn. 80 mấy tuổi luôn. Dạ. Mà lúc đó là mình mới có 38 tuổi là mình đã có con rể rồi. Dạ. Rồi sau khi mà đám hỏi á, đây có một mình một ngựa thôi. Trầu cau bánh trái ở trên một cái chiếc xe đạp. Dạ. Chạy từ ở trên nhà Củ Chi chạy xuống dưới xóm mới chứ không phải ở đây. Chạy xe đạp đi một mình luôn. Nói cho chú chơi vậy đó. Trời ơi. Nó cũng muốn nhờ bác hai nó, nhưng mà bác hai nó hôm đấy bị bệnh. Thấy con mình nó chở đi xe đạp từ trên nó xuống thấy tội. Mình chỉ nói ủa bác hai đâu sao con đi con mình vậy. Nó kêu bác hai hôm nay bị bệnh, mình đi bệnh viện không có đi được. Ba thì coi bác hai ở bệnh viện. Rồi xong rồi tự yên tâm rồi, bố mẹ đây không có bất chấp gì đâu, không có khó khăn gì đâu, cái là làm đám cưới cho hai đứa. Con nghe nói là ảnh ở rể luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Ở rể thì ở chung với ghe luôn. Mua một chiếc ghe khác lớn hơn, nó đi cái ghe nhỏ, còn vợ nó thì đậu yên chỗ. Hai chồng chị á là không có cái gì hết ạ, nhà ba mẹ. Hai vợ chồng cưới nhau coi như là một tuần không có ngủ chung, cưới rồi. Có cho mình nói. Dạ. Lúc đó là có 5 đứa em rồi. Dạ. Ru vợ là 5 người. Dạ. Mà có 16 mét vuông nó bằng cái này thôi. Chàng gái với vợ thì ngủ chung. Dạ. Một chiếu có một tầng lại cái màu không. Thôi hai chồng xuống nhau mà ngủ vậy thôi được, cho mày cái ghe cả hai chồng xuống dưới ngủ. Một phòng ở dưới ghe đó. Tại vì đông quá, nhà nó xíu mà. Có nhiêu đây à? 16 mét vuông. Thôi bây giờ thì con muội con xin phép là cho con ở lại đây con ăn cơm với gia đình của mình buổi chiều này được không ạ? Được. Dạ. Cô với chú ở đây cũng mời tụi con lại đây dùng với cô bữa cơm dạ dạ thân mật với gia đình. Dạ con cảm ơn cô. Chị hồi nãy á có tâm sự sơ sơ mà như là chị hai mắc cỡ hả? Bây giờ mình có thể nào mình nói cho mình vạch mặt được không? Lúc mà chị hai lấy chồng á là chị cũng còn nhỏ lắm nhưng mà biết lúc đó cũng 10 tuổi rồi ha. 10 tuổi hai bà đúng thật luôn là tình vô trong sáng. Trong sáng lắm hả? Ừ. Anh cũng là chị có chân thật dữ trộn. Anh cũng là vậy mà chị cũng là vậy nữa. Có né rồi coi sao. Ừ ngồi xa lắm cưng. Cứ ngồi được khoảng cách như em chị không? Xa hơn nữa hả? Hồi đó ở dưới ghe mà nó ghe nhỏ lắm. Hai người ngồi tâm sự mình đâu đó. Dạ. Nằm ở trong ghe nói gì là nghe hết. Nhưng mà lúc đó còn nhỏ không có để ý. Dễ thương lắm, dễ thương vô tình cùng là dễ thương luôn. Nó không có giống như việc mà đi lên bờ, đi ăn chè hay là nắm chân nắm tay này chứ không có luôn. Ngồi dưới ghe mà đó. Ngồi nắm tay dưới ghe vậy thôi. Không có nắm tay luôn. Không nắm tay luôn. Thì đó thì làm luôn đó, không có nắm tay luôn. Cái gì mà trong sáng dữ vậy trời. Lúc đó cô thấy là con rể của mình kiểu như là thích con gái, xong rồi cô có lo không? Cô có lo là con gái bị dụ hay sao không? Lúc đó là đi làm chung luôn rồi mà. Dạ. Con trẻ nó như là chung rồi đó. Dạ. Một nhà rồi đó. Dạ. Bây giờ nó luôn vậy cho nên là ai cũng quý. Thằng này nó không có lợi dụng, không có gì hết á. Mà đến khi mà làm đám cưới mà hai đứa còn chưa dám đứng lại gần cũng là hiểu rồi đó. Là coi như là tình yêu quá dài quá khờ luôn. Dạ. Chị nhớ có cái năm đó là năm Tết á, ảnh đi về nhà ảnh trên cuộc đi á, năm bắt đầu là ảnh có đan mấy cái đảo. Hồi đó ông kéo tay lắm, biết đan vỏ nữa. Giỏi lắm á, biết làm mọi thứ lắm. Xong bắt đầu chị này chị thấy chị thích. Kêu chú tiện đây hồi trước là chú tiện. Chú đan cho cháu một cái nữa. Đan cho cháu một cái. Là đan luôn cả người luôn. Qua Tết rồi, bắt đầu là chị luôn. Rồi. Cái lúc mà đám cưới á, có cái gì mà vui vui cô kể con nghe quá. Kể niềm vui lắm. Dạ. Còn nói là rất là vui. Vui buồn lẫn lộn. Dạ. Tại vì lúc đám cưới của nó là cô còn quá có khổ đi. Dạ. Có ai mà đám cưới mà gả con gái làm đám cưới mà mình còn mặc đồ tây bây giờ. Mặc đồ tây mà quần tây đỏ với lại áo trắng. Dạ. Và đến khi bên nhà trai xuống cũng làm mấy bàn, cũng mời khách khứa nhưng mà không có đặt bàn như bây giờ. Hồi đó là mình mua đồ về xong rồi nhờ người đến nấu. Dạ. Còn trước mấy đứa này còn bé còn cởi chuồng nó quần có là mặc áo có là mặc. Bây giờ đưa ra cho nó biết là sao. Thôi đi mẹ ơi, mẹ đưa đâu ra. Ngại lớn rồi, nhìn lại ngại. Bây giờ cái gì cũng phải có hồi xưa cái có hồi nay. Dạ. Đứa con này thì con này nó còn bé. Dạ. Chỉ có một bộ đồ mặc thôi, không có dép đi luôn. Dạ. Rồi còn con bé út nữa thì lại không có quần. Bé con út, bé là nó không có cái quần mặc luôn á. Còn chị á thì mượn được bộ đồ của bà cô á, mà con không được lành lạnh đấy. Hai cái là tivi. Tivi ở sau hồi trưa em nghe nói hiểu hai cái tivi đó đó. Mà đi trong đám đi đằng trước nó lùi tại vì nó có tivi đằng sau nên là lùi. Nó có tivi đằng sau nên là lùi. Con rể với cô á thì nãy giờ con nghe toàn là tốt không à. Chưa có gì xấu hết, mà con nghĩ là cũng phải có tính xấu hay là cái gì chứ. Bởi cho nên nãy cô nói là có buồn có vui. Dạ. Nhưng mà kể cái vui trước tháng. Dạ. Rồi bây giờ mới kể cái buồn ra đây. Dạ. Vợ chồng nó đi đặt lươn về cái xong cái hai chồng biết sao cãi lộn. Con này nó cáu lên nó nói này nọ kia thì chồng bắt đầu bơi đi chỗ khác. Cô đi làm về thì thấy đứa cháu ngoại với nói là bà ngoại ơi mẹ con chửi ba bỏ đi rồi, ba chèo ghe đi rồi. Xong cái cô mới la nó, cô nói chứ tao thấy thằng chồng mày nó không có cái gì trái mày hết, là cái lỗi miệng mày hết, mày vừa thôi tội nghiệp nó. Dạ. Chính hai vợ chồng cô phải đi kiếm nó, đi kiếm thằng con rể. Chết mẹ rồi, chú con nó đi đâu rồi mà kiếm không thấy. Xong rồi phải gọi tư ơi mà nó mình kiếm thì kiếm dưới chứ đâu có kiếm trên ngọn cây. Dạ. Kêu nó hoài. Nghĩ là bơi xuồng rồi nó thấy lên cây ngồi. Kêu nó hoài luôn. Kiếm dòm cái tình cờ cái mình thấy cái cây nó rung mình nhìn lên thấy đang ngồi trên cây. Anh ấy trèo lên cái cây na, trèo lên trên ngọn anh ngồi. Nó buồn trèo lên cây ngồi luôn. Cái bảo chứ mày làm gì ngồi trên đấy vậy con, cứ xuống đi. Nó mới nói là bà ngoại con buồn lắm, cái gì buồn tao cũng giải quyết được hết, không phải lo lắng gì hết. Dạ. Thế là về trước mắt là cô cứ chửi con mình trước, la con mình trước, rồi mình mới nói cái thằng con rể mình sau. Con dâu thì dễ nói chứ con rể khó nói lắm đó con. Dạ. Nhưng mà được cái con cô nó hay lắm, phải trái là ngồi nghe chứ không bao giờ trả lời. Trả lời là cô đánh chết á. Có cái là cô bực con cái là như vậy nè. Cô nói là bây giờ tụi mày ở với tao á, tao không có miếng đất chọi chim. Dạ. Lấy đầu tao chia cho tụi mày. Dạ. Thôi giờ tụi mày về trên nhà nội đi, nhà bố chồng mày á, bố đẻ mày á. ở trên đấy có đất, có nhà, có đầy đủ hết. Thì nó mới trả lời câu là: bà ngoại ơi, đất lằn thì chim đậu, đất động thì chim bay. Bây giờ con cứ ở đây, con không đi đâu hết. Cô mới tức quá, cô bảo chứ mày không về trên đấy thì mai mốt rồi ta không có đất, ta chia cho mày đâu. Nói hoài cả mấy lần như vậy đó. Đúng hả? Rồi cái hôm nó giận bố mẹ vợ. Đi về ngay cái giờ đó là cách khoảng chừng 2-3 tuần sau thì ông bà chia cho nhà cho đất luôn. Là về Củ Chi rồi. Về Củ Chi đó, bây giờ coi như là đủ cắn rồi, là bay luôn rồi, đâu có bay về đây nữa đâu. Thì bố mẹ vợ có cái gì đâu, suốt ngày cái ghe, cái máy, suốt ngày cái bắt con cá, cái con lươn rồi lấy gì mà làm giàu được. Thế là bây giờ tụi nó về trên đấy cũng được 20 năm á. Ồ, nhưng mà nó vẫn đi xuống đây làm. Dạ. Nhờ cái như vậy đó cho nên bây giờ mới được như vậy. Dạ. Còn mấy đứa sau này thì thôi, cắt mùng tơi rơi linh hồn, không còn cái gì, không có một cái sự gì hết. Chống viêm xoang, nghẹt mũi, hắt hơi, Thông Xoang tán Nam Dược bạn ơi nhớ dùng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Ủa anh, cái chân của anh nó bị đứt dây chằng vậy rồi, anh làm việc này nọ rồi nó có khó không anh? Khó khăn không? Đó, chứ hồi xưa thì đi lội xong đặt lương, đặt rắn là được. Nhưng mà giờ thì không, chỉ có ngồi dưới ghe thì bơi thêm mấy đám cỏ xong này cắt cỏ. Dạ, dạ. Nghỉ này 7 năm rồi đó. Dạ, dạ. Dạ rồi, dạ. Rồi. Rồi, em cảm ơn. Lưới của anh đây. Đây là kỷ niệm mà hai bố con hồi xưa mà đi thả lưới á là cứ ngâm theo mé này bắt cá trê, mà cái lâu cái là có khi cả tháng được mấy con trăng. Dạ. Cứ lâu được con trăng to đùng luôn á, mấy 20 kg. Rồi em mà gặp con trăng là em chửi cái đùng rồi đó. Con trăng nó quấn xung quanh người anh. Dạ. Bố chạy vòng qua bên đây, hồi đó chưa có làm đập á. Dạ. Sớm bên đây nè, sớm ghe bên đây xin cái bao. Dạ. Bao 50 á, bỏ vô làm cái toẹt, đứt thành đôi. Xin thêm 2 cái bao nữa. Nó mạnh lắm hả anh? Mạnh lắm. Trời ơi, tới giờ là thôi thua rồi. Ủa là hồi đó là như là anh cũng có đi làm việc thiện với ba anh đúng không? Đó, coi như là tài xế. Bố ở trước là cột dây, đi hoài à, coi như ngủ là đi đó. Dạ. Gan dữ lắm, với lại phải là gọi là có lòng lắm mới làm mấy cái việc đó, cái nghiệp mình đó. Dạ. Thôi bây giờ em tâm sự mỏng xíu đi. Mình có thể nói sơ về cái suy nghĩ của mình về nhà vợ không anh? Anh xuống đây là coi như là rất là nặng, sâu đậm với gia đình, là cứ có duyên lắm, hai bố con là thân lắm. Dạ. Đó đi làm lưới chài rủ nhau đi vớt xác là coi mày theo phụ ta mày. Dạ. Rồi nhảy xuống đi thôi. Dạ. Hai bố con là không có vấn đề cãi nhau, có cái này mà nghe vợ kể là thôi bố không có nói với càng dễ nữa. Có không cho em nghe nhé. Nghe nè. Bố thì sợ ma, sợ khổng, sợ ma, sợ rắn. Anh đi đặt lương thì có theo, bố đi giăng lưới thì anh đi theo. Dạ. Đây cái tặng mờ mờ lắm, để tối mờ mới đi đặt lương, sợ người ta chậm nóng. Thế là bố về bố tích hết. Tư mà nó con tao mà tao đạp lọt không, Tư mà nó con tao mà tao đạp lọt không. Nghe nói vậy. Anh có nhán không? Hả? Anh có nhán bố không? Không, mình đâu có biết bố là sợ nhắn đâu. Đó lần đó đó. Chứ là không khi nào mà làm bố buồn bây giờ. Hồi xưa là em nghe nói là gia đình mình cũng khó khăn đúng không? Mà gia đình hai bên đều khó khăn hết rồi. Khi mà mình cưới vậy á, rồi có con rồi, cuộc sống ở trên ghe nó làm sao anh? Nó có vất vả lắm không? Trời ơi, nói về đâu có phải như nấu với bếp ga và cái cặp giờ đâu. Dạ. Cái thuyền nó bằng phần tư thì thôi nha. Dạ. Nó lớn vậy sao chèo nổi, đi thả lưới đi đặt lương được. Dạ. Nó chiều dài nó chỉ 6 mét thôi, bề ngang nó chỉ có bao nhiêu đây thôi. Dạ, nhỏ xíu rồi. Hai vợ chồng nằm, là nó xích nó đó là như ba lớn vậy đây, hai chồng nằm. Dạ. Con thì treo trên võng, nằm ngủ trên võng. Dạ. Ở bếp bên sau thì bếp củi. Mà cái xuồng nhỏ đâu phải như vậy mà nở vậy hả anh? Ừ, vất vả đây, còn chèo chứ đâu phải chèo máy. Giờ ở đây chèo một phát đó, bơi chèo không là lên mất nửa ngày rồi. Dạ. Chét ghe thì không có ghe đi làm. Dạ. Mà cái ghe cái nước hai chồng ngủ cái tát bập nước vô anh. Nước vô. Có con người con thứ hai rồi là cuộc sống nó đỡ hơn chưa anh hay là? Có, nó bệnh viết á, mà có tiền anh hỏi làm bằng tiền nhiều lắm. Một ngày làm cả nửa xô lương, có bữa 15 kg. Dạ. Lương này bán có tiền cứ đi gom góp cho con đi bệnh viện lên cơ xỉn. Dạ. Thành thử ra cái là bao nhiêu tiền thì dồn với con, cái nói con cái tiền nó chắc qua khỏi đồng mày rồi, nội nuôi mày không mà tao khỏi bây giờ mày mày nói mày không nghe, nói khi giận nó vậy đó. Dạ. Anh có định là anh với chị dọn ra đây rồi ở chung với ông ngoại bà ngoại không? Tại em thấy là mấy chị á là có chồng xong rồi lên bờ sống cũng mạnh ai nấy sống, rồi có nhà có cửa hết rồi. Anh rủ ông ngoại về chở nó ở mà ngoại có về đâu. Chứ mà sao tao bỏ không được mày, tao rồi tao giờ tao gắn liền với sông này, tao không về được. Hình như là có cái gắn bó với sông này như này à. Dạ. Chứ thích về trả lắm. Dạ. Về trả lắm, bố nhất là bố thích về trả lắm. Em cũng mong là sau chương trình này thì ba mẹ cũng suy nghĩ lại đó, để về ở nha anh. Dạ. Làm sao cho bổn phận con rể đó, ba mẹ ruột thì không còn. Dạ đó. Anh có cái mong ước gì mà anh biết làm như là mẹ thích cái gì đó, hay là anh muốn làm gì đó cho mẹ mà anh chưa thực hiện được không? Ngày nào giờ thì ba mẹ không đồng ý, nhưng mà nhiều khi mình cũng muốn làm lắm. Anh muốn dự định là bàn với chị là coi như là sang năm mình hỏi bố sinh năm nào hay mẹ sinh năm nào làm cái sinh nhật, chứ hồi nào giờ là ông bà ngoại không có sinh nhật, tụi anh cũng không có sinh nhật. Trời ơi, lo nói chuyện với anh quá trời luôn, hồi nãy giờ là không có giăng lưới được luôn. Với sự động viên của sứ giả Dương Tri, ngày hôm nay vợ chồng anh Lợi sẽ tự tay chuẩn bị món quà đặc biệt dành tặng cho bố mẹ vợ của mình. Trong khi đó, sứ giả Dương Tri đang ở nhà cùng gia đình chuẩn bị bữa cơm tối đạm bạc. Tôi sống là chỉ ra hồi nào ở nhà đến dạ. Cái này rất nhiều. Ừ? Hồi nào giờ anh không biết là sinh nhật ông bà ngoại, không có gì hơn thì mua về đây cũng là một cái quà bất ngờ nhỏ để cảm ơn là ba mẹ đã sinh ra vợ con dạy dỗ tới giờ, để thay lời cảm ơn. Ơn quà vẫn sinh nhật. Tụi con làm bất ngờ như vậy bố mẹ rất là xúc động. Rất là xúc động với lại tụi con luôn, tụi nào giờ chưa biết sinh nhật luôn. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hay là bất ngờ cho ba mẹ quá. Hay quá anh ơi. Cô xuống là kiếm đây bữa cơm ăn với lại bố mẹ. Đó giờ là mình ở dưới ghe là mình đâu có làm sinh nhật phải không cô? Ừ, là tới giờ không có biết sinh nhật là nghĩa đói quá rồi không có cơm ăn nữa, lấy đâu mà sinh nhật con cũng không nhớ ngày sanh ngày đẻ luôn. Thôi bây giờ hôm nay tự nhiên hai đứa con rể với con gái tự nhiên nó xuống nó làm cho một cái bất ngờ luôn, cho nên đâu kịp mua thì nấu ăn đâu đó, ăn cơm gia đình là chỉ có vậy thôi. Mọi người cháu thì cái món đặc sản. Dạ, món này là món đặc sản, bây giờ con ăn thử nha. Cái món này em biết kêu bằng gì không? Nó là bambi. Không? Con như là làm cá thì cá ăn cũng ngán. Dạ. Ăn không có no, nhưng mà cái thằng này đã ăn rồi no, cái bambi. Mà hồi xưa là không phải như giờ nấu cũng có củi còn ghê hơn nữa. Dạ. Vừa nấu vừa khóc. Ở trên bờ mình có thể mình chạy chỗ khác mình né. Thôi. Dạ. Có khi ăn cơm sống, ăn cơm sống là nhiều á. Con nghe anh nói á là bây giờ là chỉ mong là bố với mẹ về Củ Chi sống với ảnh với chị. Đúng rồi. Dạ. Chị kêu hồi ba nói đây thì bà tặng con kể nó có gì anh ấy. Ừ. Có gì anh ấy. Mẹ con ra thì con tặng. Chồng à, nhưng mà khổ lắm cơ. Ba mà có về trên đó thì công việc ở đây ai làm? Ai giám sát à? Chừng nào ba mày mà coi như là già cả không biết cái gì nữa hay là không làm được nữa thì ba con mới chịu về bên với hai vợ chồng con. Nhưng mà cũng chưa chắc gì đâu, chưa chắc về với con đâu. Nói thẳng thì vì các con cũng thương bố với mẹ. Dạ. Mời bố mẹ về trên đấy để phụng dưỡng cái tuổi già. Dạ. Nhưng mà còn nghĩ lại bây giờ mình con khỏe, còn mình còn làm được việc, thế cho nên mình còn phải ở đây tiếp tục làm những cái công việc như thế này, giúp đỡ cho mọi người thôi, chứ còn bây giờ thì cũng yếu rồi, yếu lắm rồi, nhưng mà con thích thì mình phải con làm, bây giờ làm hết sức thì thôi. Khi nào mà lái máy không được thì về trên con. Đúng. Đấy. Thì hồi nãy con nói là bố mẹ mà về chở là con cho con làm tròn bổn phận của mình là một người rể, người con có khả năng nhiều làm nhiều. Vợ chồng con cái con ăn cái gì thì bố mẹ ăn đấy. Dạ. Mẹ đi ghé à? Bố đi đâu mẹ đi đâu là con đi đấy. Chị muốn đi ghé hả? Thì đó là bố mẹ đi đâu là con đi theo đấy đấy.